bắt đầu từ lĩnh vực chứng khoán, Yonta đã không ngừng nghiên cứu, mở rộng và khai thác các giải pháp tài chính khác nhau để đem lại sự phát triển bền vững và mang đến nguồn thu nhập thịnh vượng cho các nhà đầu tư. Với định hướng phát triển trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại thị trường châu Á, tập đoàn tài chính Yonta chính thức được thành lập và trở thành một trong những tập đoàn tài chính, ngân hàng, chứng khoán lớn nhất tại Đài Loan hơn một thập kỷ qua. Năm 1961, chứng khoán Yonta được thành lập là một trong 14 công ty chứng khoán đầu tiên tại Đài Loan. Năm 1995, trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Đài Loan. Năm 1998, bước vào thị trường Thái Lan, từ vị trí thứ 26 vươn lên dẫn đầu. Năm 2001, liên minh chiến lược với tập đoàn Kimman Singapore để phát triển kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2006, mua và sở hữu 44,68% vốn điều lệ của công ty chứng khoán đệ nhất tại Việt Nam. Năm 2007, sáp nhập với công ty tài chính Phú Hoa, đổi tên thành tập đoàn tài chính Yonta. Năm 2011, mua lại công ty New York Life Taiwan, đổi tên thành Yonta Life Insurance. Năm 2014, mua lại công ty chứng khoán Tông Giang và đổi tên thành Yonta Security Korea. Năm 2015, mua lại ngân hàng Tông Giang Saving Philippines và đổi tên thành Yonta Saving Bank. Mua lại BT Am Capital và đổi tên thành BT Yonta Security Indonesia. Năm 2016, Yonta đã mua lại KK Trade Thái Lan, đổi tên thành Yonta Security Thái Lan. Cũng trong năm 2016, mua lại Hanshin Saving Bank Hàn Quốc và đồng thời cũng mua lại Techcombank Bank Đài Loan. Năm 2017, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty chứng khoán đệ nhất Việt Nam lên 99,95% và tiếp nhận quản lý điều hành công ty. Năm 2018, chính thức ra mắt công ty chứng khoán Yonta Việt Nam và chuyển hội sở chính về thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khai trương chi nhánh tại Bình Dương và Đồng Nai. Với bề dày kinh nghiệm và những thành tựu đáng tự hào mà Yonta đã đạt được trong hoạt động môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính ở nhiều thị trường khác nhau ở châu Á, công ty chứng khoán Yonta Việt Nam tự tin kế thừa từ tập đoàn tài chính Yonta những kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ để mang đến những dịch vụ chất lượng cao và giải pháp tài chính hiệu quả cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Yonta Việt Nam cũng sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam với các thị trường vốn ở khu vực châu Á và thế giới. Tập đoàn Yonta có thể cử những nhân sự đến để làm việc phát triển cái thị trường Việt Nam, cũng như là chuyển giao những cái kiến thức quản lý cũng như là công nghệ, đặc biệt là quản trị rủi ro cho Yonta Việt Nam. Ở Việt Nam, Yonta có thể tận dụng được cái mạng lưới và cái nền tảng khách hàng của tập đoàn Yonta ở khu vực châu Á. Chỉ riêng tại Đài Loan chúng tôi đã có hơn 4 triệu khách hàng. Chính vì thế chúng tôi có thể kết nối được rất là nhiều khách hàng hay có cái nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu từ đã hơn 17-18 năm nay. Tuy nhiên là hiện nay Việt Nam cũng chỉ có hơn 2 triệu tài khoản của nhà đầu tư. Đó là một con số rất là khiêm tốn và chúng tôi tin rằng là cái tiềm năng phát triển sẽ còn rất là lớn. Đặc biệt, hệ thống giao dịch trực tuyến YSPN với đầy đủ các sản phẩm tài chính sẽ là giải pháp toàn diện giúp các nhà đầu tư giao dịch và quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp nhiều loại tài sản đầu tư. Tập đoàn Yonta tại Đài Loan dẫn đầu thị phần về giao dịch trực tuyến. YSWinner là một ứng dụng giao dịch trực tuyến tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những xu hướng mới nhất cho thị trường Việt Nam và thay đổi các cách đầu tư của khách hàng. Yonta có cái kỳ vọng là sẽ kết nối những cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam cho các khách hàng của mình ở những cái thị trường khác, ví dụ như là Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng là chúng tôi có đủ nguồn lực về tài chính, về nhân sự và chúng tôi có đủ kinh nghiệm để chúng tôi có thể phát triển Yonta Việt Nam trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu. Yonta Security, we create a fortune.